Bão số 3, tên quốc tế là bão Yagi, sau khi càn quét các tỉnh miền Bắc đã để lại rất nhiều thiệt hại. Sáng 9 tháng 9 năm 2024, theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, tại các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ninh bắt đầu có lũ lớn tràn về. Tại huyện Tiên Yên, nước trên sông bắt đầu dâng cao từ khoảng 9 giờ sáng cùng ngày và bắt đầu tràn vào các khu dân cư. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên bắt đầu triển khai chống sạt lở, rà soát các hộ dân trong vùng gặp nguy hiểm để có phương án di dời. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên, do mưa lớn khiến một phần đập đất vai trái của công trình thủy lợi Hà Thanh tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên bị vỡ khoảng 50 mét. Nước lũ đang ảnh hưởng đến nhiều hộ dân thuộc ba thôn Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc của xã Đông Hải. Công trình này không phải là hồ chứa, chỉ là đập dâng trên sông nên lượng nước trữ không nhiều. Tuy nhiên, hiện chưa tiếp cận được vị trí sự cố. Trong khi đó, tại các huyện vùng cao khác của tỉnh Quảng Ninh như Bình Liêu, Đầm Hà, nước lũ đang tràn về uy hiếp nhiều thôn, bản, giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu, địa phương đã huy động hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 17 chiếc nhà bạc, phao bè, 110 chiếc phao tròn, 105 chiếc áo phao, 2 máy cưa cầm tay. Đặc biệt, địa phương tổ chức di dời 86 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhà yếu đến nơi an toàn. Với cháu gái thì đi xuống Việt Trì, thì cháu đi tầm 9 giờ. Thì điện xem, hỏi xem cháu đi qua cầu Phong Châu hay chưa, sập cầu. Cũng nghe lo, thì gọi điện, thì từ lúc đấy là thế nào tới giờ, là 2-3. Thì gọi điện cho cháu, là không liên lạc được. Thì lúc xuống chết cam hành trình thì đúng 95% là cháu rồi. Thì lúc đi từ nhà thì từ nhà chị nhận dạng xe máy mấy quần áo mũ thì đúng rồi. Chị cũng có hy màu khép màu ra với cháu thì mong cháu trôi giạt vào đâu có người dân vớt được cháu. Mà bây giờ trẻ chị cũng chỉ có chờ thôi khép màu xảy ra. Đây chỉ là một trong số rất nhiều người dân túc trực chờ đợi gần hiện trường, mong có tin tức từ cơ quan chức năng về người thân đã gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào chiều ngày 9 tháng 9 năm 2024. Sau khi tham gia bàn bạc lên phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã tới thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân. Bây giờ hiện nay là nước đang chảy rất xiết, các lực lượng quân đội công an thì đang trực chiến ở đây. Nếu mà khi mà đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ làm công tác tìm kiếm như này. Trước tiên là rất chia sẻ với cái nỗi đau này của chị. Tại hiện trường, khu vực gần cầu Phong Châu đã bị phong tỏa. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết tất cả lực lượng đã sẵn sàng nhưng khi lòng sông an toàn thì mới có thể triển khai công tác cứu hộ cứu nạn được. Là hiện nay cái dòng lưu lượng nước dòng chảy rất xiết, rất chặt, rất mạnh. Thì chúng tôi cũng đã tập trung đầy đủ các phương tiện và con người để có thể sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn lực lượng của quân đội, công an để đảm bảo khi mà phải an toàn thì chúng tôi mới tham gia cứu hộ cứu nạn được. Hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quân đội và các lực lượng ở địa phương đang ứng trực ở hạ lưu sông Hồng để trong trường hợp các nạn nhân trôi dạt về dưới thì sẽ lập tức ứng cứu. Quân đội cũng đã dựng các lều dã chiến ở hiện trường, sẵn sàng cho việc cứu hộ có thể kéo dài nhiều giờ nữa. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cũng điều động cano tham gia tìm kiếm người mất tích. Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu lực lượng chức năng nhận định khi sự cố xảy ra có vài ô tô và vài xe máy đi trên cầu Phong Châu, nhưng số liệu chính xác thì chưa xác định được. Ngay vừa rồi tôi vừa nhận thông tin thì cũng là có chính xác lại có 2-3 xe máy, 2-3 ô tô là khi phát hiện ra thì quay lại, chỉ có 1-2 ông bà già đi xe máy và hai cháu nhỏ là hai cháu 19 tuổi là chắc chắn là bị gặp nạn. Còn các phương tiện ô tô thì hiện nay chính xác thì cũng chưa chính xác được. Là cứu được 3 người mà người ta bám vào các cái vách và xuống các cái ta luy thì chúng tôi cứu được thôi. Đại tá Tuấn cho biết thêm, trước đó tỉnh Phú Thọ đã đánh giá rà soát tất cả các cầu cống trên địa bàn. Việc sập cầu Phong Châu là bất ngờ của mẹ thiên nhiên. Sau sự cố sập cầu, địa phương sẽ cấm đường một số cầu cống trên địa bàn, trong đó có cầu Trung Hà. Cái việc này là nó hoàn toàn là cái bất ngờ của mẹ thiên nhiên. Nên chúng ta không đánh giá đánh đồng với cái việc mà lâu nay cầu Trung Hà đang bị hỏng. Chúng tôi đã có phương án là rà soát tất cả các cầu cống trên địa bàn Phú Thọ với cái lưu lượng và tốc độ dòng chảy như này và cái lưu lượng xả nước hiện nay là chúng tôi phải đình chỉ lại một số các cái cầu, ví dụ như cầu Trung Hà sắp tới ngay trong chiều nay sẽ có phương án phối hợp với cục
giao thông đường bộ để mà phân luồng không cho các phương tiện đi qua đấy nữa để đảm bảo an toàn theo chỉ đạo của lãnh đạo. Về nguyên nhân ban đầu, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết hiện chưa thể đánh giá vì dòng nước đang chảy rất mạnh, không loại trừ trường hợp vật cứng ở đâu đó trôi dạt va đập vào cầu. Do đó phải đợi cơ quan chức năng điều tra xác minh thì mới thông báo chính xác nguyên nhân ban đầu. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, liên quan vụ sập cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ, ngày 9 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 89 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục sự cố và ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi Trung Du Bắc Bộ. Tại công điện, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an huy động ngay mọi lực lượng, phương tiện cần thiết phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và các địa phương có liên quan khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân vụ sập nhịp cầu Phong Châu. Chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét theo quy định. Đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh có liên quan, Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất, mưa lũ, sập cầu. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đảm bảo đời sống cho người dân theo quy định. Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di rời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương chỉ đạo rà soát, kịp thời phát hiện, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê điều trên địa bàn. Thưa quý vị, trong công điện thì Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sập nhịp cầu Phong Châu và mưa lũ, sạt lở theo chức năng quản lý nhà nước, thẩm quyền được phân công. Bộ trưởng, Thủ trưởng, các ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước, thẩm quyền được phân công chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý. Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, tổ chức theo dõi tình hình, chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, vụ sập cầu Phong Châu xảy ra khoảng hơn 10 giờ ngày 9 tháng 9, ở thời điểm sự cố xảy ra, cầu vẫn đang cho người và phương tiện lưu thông bình thường. Cầu Phong Châu là cây cầu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu có kết cấu bằng thép dài gần 380m, được khánh thành hồi tháng 7 năm 1995. Tháng 6 năm 2022, cử tri tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bố trí kinh phí sửa chữa cầu Phong Châu do hư hỏng, xuống cấp nặng. Song, Bộ Giao thông Vận tải cho biết chưa bố trí được kinh phí do nguồn vốn đầu tư công giai đoạn năm 2021-2025 có hạn.